để ăn nhá. Đúng rồi, đây là cái gì? Mứt, mứt dừa. Rồi, kéo đây rồi, để mấy người cái kéo mới cắt lại nhá. Ngồi yên. Đây. Con thích ăn mứt dừa không? Có. Mứt dừa trước mẹ làm cho con ăn rồi đấy. Dạ. Wow, ngon chưa? Có bông hoa này, hai bông hoa luôn. Đây, mẹ cho gấu một bông hoa. Cho Titi một bông hoa. Ôi dồi ôi, cái tí bông hoa này rớt ra mất rồi. Cắn ra con, cắn ra. Bông hoa đẹp, đẹp quá. Ừ, ngon không? Ngon. Chưa? Thơm nhỉ. Giờ hai đứa ngồi đây ăn để mẹ đi nấu cơm xong rồi tí là mẹ lên nhá. Ừ. Ok. Đi ngồi ăn với chị nha. Mẹ nấu cơm xong rồi. Mẹ cho nó cái này. À, cái này hả? Ủa dồi ôi, Titi có một cây dài thế. Cho mẹ xin với nhá. Ừ. Được không? Nè, đây của Titi đây. Ngon. Mẹ gấu cũng ăn màu hồng nữa nè. Mẹ bẻ cho năm. Này hả? Mẹ ăn đi mẹ. À, mẹ xin nhá. Cho nó ăn. Cho năm đá này.
rồi. Ừ. Con ăn đi. Giờ này mềm mà nhỏ. Mềm. Em đi đi ăn làm rớt đây này. Mua này để truyền à, mẹ ăn. Chị Gấu làm rớt hay em Titi làm rớt đây? Em thích làm. À thế hả? Làm rớt. Không? Đi làm rớt đây này. Ừ. Mẹ nhà đi mẹ. Ừ, tí mẹ nhặt con ăn đi. Lấy trên đây ăn. Hết rồi, hết rồi. Mẹ nhặt lên đây hết rồi. Mẹ cho Gấu một cây màu vàng nhé. Đấy. Mẹ cho Titi một cái màu xanh nha. Mẹ cho đi gầu chuột. Ok, mai mẹ cho đi gầu chuột. Đốt tan về. Bảy về. Đi tôi gầu chuột. Ừ, cả Titi đi nữa nhé. Con ăn đi. Hết rồi. Hết rồi đấy. Ăn đi. Yeah. Mà hồng ngon. Ý, cái này là cái gì đây? Cái là hạt lạc. Ừ. Cái này để ngon. Ừ, rồi con ăn đi. Ăn một tí nữa rồi đi xuống ăn cơm nha. Mẹ cho đi đi tàu chuột. Ok, mai đi. Mới tan về. Titi đang nghe đấy, con có rủ Titi đi không? Titi đang nghe kìa. Con hỏi em Titi đi. Titi về.